thôi, phải rớt đấy nha. Bây giờ bắt đầu là kéo lên nha các bạn. Đó, lật rồi ơi. Rồi, nó lật nữa là được nha các bạn. Wow. Trời, nó ông bơi là chuyên gia đúng không ạ? Nó ông là ông bơi giỏi thật chứ. Nâng lên cho nước ra từ từ các bạn, thấy không? Nước ra từ từ không? Quá đẹp luôn. Nâng cao lên cho nước ra nha các bạn, cho nước ra phía sau này, nước ra cho gần nhiều thiệt nhiều đi, xong bắt đầu là hạ cái mũi xuống là cái đầu cái lái nó nổi lên. Rồi, nước ra nhiều dữ rồi đó. Rồi, nổi lên rồi. Rồi, lên rồi, ok rồi. Rồi, lên cho bơm nước ra đi. Rồi, để đại vô đi, bơm nước ra đi rồi. Bây giờ là nó nổi lên các bạn, bây giờ là bơm nước ra. Rồi giờ tranh thủ bơm nước ra thôi. Thank you.
bọc hả? Rồi bây giờ quay cái máy dầu này lên để mà bơm nước ra. Đây nào, qua đây nào, lại ơi. Quá giờ xíu con dao luôn rồi. Xin mua dao. Để rồi, qua cầm bình dao giống cái này. Nãy ngồi mà. Ai tháo xuống rồi. Dao. Nãy ta bắt sẵn bây giờ rồi. Nè. Qua. Thank you.
cho nha, cho nha.